Hello, xin chào cả nhà. Sáng sớm mà vô ba, sáng sớm mà ba ông này chơi dậy á cả nhà. Ngày mới chúc cả nhà được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha cả nhà. Sáng dậy là thấy vui rồi phải không cả nhà? Vui vui có nghe không cái cả nhà, có thấy cả nhà cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt like nha cả nhà. Hái cái vườn này, vườn mới xong lại cả nhà, tại vì nay ông chú ổng mời ổng đi về quê, ổng về quê đám giỗ, cho nên mình hái sớm giùm cho ổng, để sớm trước 2 ngày để cho ổng có tiền để ổng về quê cả nhà. Không phải là ổng thiếu hụt, nhưng mà ổng muốn cho bỏ túi cho nhiều một chút, lâu lâu về gặp bà con mà, cho nên ổng bỏ túi tiền nhiều khá khá một chút, ổng đi về quê ổng chơi mấy tháng này chứ người ta điện mình quá chừng, mới vừa hồi nãy người ta cũng điện và vừa sai thấy thương ghê cả nhà. Lúc này mình không có dám nói giá hay nhỉ, nói giá mấy chỗ mà mối lớn với dừa cự quá chừng, cho nên giờ cả nhà thông cảm giùm. Thôi ông đẩy đi ông Sung, chi ông giác chi vậy ông Phúc? Thôi để giác luôn. Giác rồi ổng mệt rồi sao giỡn với ổng được. Ổng mệt cái mình giỡn cái mà khán giả người ta đối thừa mình làm ổng mệt. Không có. Màu gà rừng đó. Cái dừa mà lâu ngày á cả nhà, dừa khô lâu ngày đó, cho nên nó hơi dơ cả nhà. Lúc này trời mưa hái cứng cứng đó nha cha nội, để về tôi dạt ra bị dạt tôi lỗ á nha cả nội, cha nội. Đúng rồi. Đi vô đây nắm chai đi. Kéo ra đây đi luôn đi, đừng khiêng ra cái chiếc xe. Để khiêng, để anh lắp phụ khiêng với anh lên chiếc xe cũng được. Nè cả nhà, anh Tèo. Còn sung lắm hả anh Tèo? Hồi ổng cũng kiếm chuyện với người ta hả anh Tèo ơi? Trên đời này không sợ gì, không sợ hàng nấm thôi anh Tèo ơi. Vợ ổng con sư tử mà ổng còn không sợ á. Thế chứ đi về nè, giỡn nó vui á cả nhà. Vui dữ lắm. Rồi tới luôn. Rồi đi dẫn luôn, tới luôn kia ô, gần hồng bên tới lại đẩy kia. Thấy chưa, thấy chưa cả nhà, thấy chưa anh Tèo ổng mạnh lắm, thấy vậy á. Ê mời cả nhà vào vườn cá cao cả nhà ơi. Ngoài này mà khô rồi nè cả nhà, hồi nãy Nhật cũng chặt con trái thử cũng khô rồi. Cá cao để cho ông chú ổng đem về bên khách sạn ổng uống. Cái vườn dừa mé sông này vừa có dừa ca cao mà vừa có dừa lai cả nha, cho nên thấy hết rồi. Cái này hơi rập mà mé sau lưng mình là cái mé mương, cho nên mình đứng về mình quay ngay sau lưng Nhật nè cả nha, chứ không lại trước mặt nó được. Mình đi mấy xong nữa cả nhà.
mới ra ra nhà sàn giao lưu một hai ly bia rồi. Tàu thì chơi nó chứ chưa mà như là không có đâu mà. Ông trong ông á, đi ra đây có sông nước cũng tâm sự với cả nhà cô chú anh chị, với nhất là bạn hiền của ông Quốc. Bạn hiền của ông Quốc á, xuyên suốt với mình, với kênh của mình á, từ đầu tới giờ luôn cả nhà, cho nên ông thích bạn hiền lắm. Trời ơi, ngay cây bần mà ông kéo nhỏ. Hello, xin chào. Anh chị cô chú trong nước và ngoài nước, nghĩa là bạn hiền của mình nha. Hôm nay mình đúng vừa ở miền Tây trong nước nha cả nhà, nhưng mà ở mình ở Bến Tre nha. Hôm nay mình lên mình nói cảm ơn bạn hiền đồng hành và ủng hộ cho cái kênh của mình được phát triển. Sau này anh em mình có còn cái gì giao lưu với nhau, mình sẽ tới với nhau và ủng hộ cho nhau, đăng ký kênh được thì kia cho được mạnh mạnh nha bạn hiền. Chúc bạn hiền ngày mới vui vẻ nha. Lâu lộn bản rồi. Rồi hát vô đi. Miền Tây sông nước là trong cái nhỏ. Cái ngọt. Mẹ về nón lá nghiêng che. Thôi giờ mình muốn uống nước dừa kìa. Thôi xin rồi. Bạn nhỏ mình có đàn em nó lo cái đàn anh hết rồi cả nhà. Đây là con cháu nó lo cho mình hết đi, là nó lo hết. Mời cả nhà uống nước dừa xin với mình nha. Anh Quốc, anh Quốc dừa. Rồi. Uống luôn. Nắm. Nè. Uống đi. Anh Quốc dừa cả nhà. Ảnh tối ngày á. Ảnh đi. Trời nó gắt hả? Bên Quốc dừa cũng ham giao lưu với anh em cô chú trong nước và ngoài nước lắm, nhưng mà cái kinh tế điều kiện mình nói chung mới làm thì cái kênh mình còn nhỏ lắm cả nhà. Có gì cả nhà like và ủng hộ đăng ký cho Quốc dừa được cái kênh được mạnh, rồi sau này Quốc dừa sẽ tới anh em giao lưu với nhau. Chúc ngày mới cả nhà vui vẻ, thằng này hạnh phúc nha cả nhà. Xéo lấy thằng đó không đi được á, có lại xong quan cho mấy tao coi phía ngoài kìa, yếu rồi. Yếu rồi. Muốn hai tái này, hai tái này. Quên mang YouTube hay vô Quốc dừa là kênh. Chứ là chủ được. Kênh, là lấy chủ kênh còn. Đúng rồi. Ngoài cái quần quà của anh đang dưới. Này mấy trái dừa này nay đỡ đỡ rồi cả nhà. Ổng đi hái dừa về ổng làm lũ dày lắm cả nhà. Mình làm cái kênh cho phát triển, mình đi hái dừa về chắc sau này mình cũng cho ổng nghỉ ngơi bớt cả nhà ơi. Làm thêm cái kênh ẩm thực thì cho ổng làm thêm cái kênh khác rồi, ẩm thực rồi nấu ăn rồi. Trong nước ngoài nước ủng hộ chứ còn chăn nuôi chắc mình cho ổng ấy đừng ổng đi giao lưu với cả nhà nữa. Được. Ở trong múc ra. Mình làm có gì sơ suất mong cả nhà thương tình ủng hộ góp ý cho mình nha cả nhà. Tại kênh mình còn nhỏ mà yếu nữa cả nhà ơi. Giác phụ ông Phúc cả nhà để tội nghiệp ổng đây đi hầm hố không mà, cho nên sợ ổng đi ổng dắt có ông mình Nhật ở đây, ông Quốc ông phụ với ông Phúc mấy quà sai sai á cả nhà. Ủa một giây rồi sông nước để mình canh quay cái bo bo này cả nhà. Bo bo nó chạy mép bên sông bên kia mình quay không tới cả nhà, chạy bên kia mở nghe lớn quá chừng, mình đi theo nó hồi mình mệt vừa thấp á cả nhà, vừa thấp cái nó làm lẹ quá mình chạy theo nó không kịp luôn cả nhà. Nó
đứng bên đây luôn. Nó thấp hơn Nhật nữa cái nha, vừa mà lúc trước mình bẻ đây nhiều lắm. Ngoài này dừa này sai quá, nó cụp cổ rồi nha. Ngoài này cây dừa lai không mấy quay không bẻ đây dính hết rồi heo nó dọn đường cho ông Phúc ổng đi cả nhà. Nó chơi chứ giỡn giỡn chứ anh em thương lắm, ba nó cũng thương ba nó lắm. Bẻ dừa mà vậy á, thấp thấp vậy á cả nhà, khỏe lắm. Nhưng mà cũng có ngày cực ngày sướng chứ cả nhà. Ngày nào cũng bẻ vậy không, rồi vừa cao ai bẻ hết cả nhà. Có ngày cao ngày thấp chứ. Não é. Rồi đó đó. Ừ. Nay nắng ngon hay Nhật? Lớn, nước đang lớn mà. Vừa sai về không bẻ cũng ngon cả nhà. Mình cũng khỏe mà. Mình cũng khỏe mà, nhà vườn cũng có tiền. Thấy vậy chứ mấy ổng cũng gom ra bỏ đường đi rồi cho ông Phúc cũng đi dễ đi cả nhà, dễ vinh. Ông Út vừa ông bẻ đi hái vừa ông chiên ngon, ông bẻ ông bận đồ đen không cả nhà. Tại nói chung đi bụi bặm dơ dái rồi cái ổng thấy vậy rồi cái ổng bận đồ đen cho thấy nó sạch. Đồ ổng đồ sẫm sẫm màu không. Về mình sạc còn chết luôn. Tới rồi nó tới nữa hả cả nhà. Đó. Đó, nó bãi vậy á cả nhà biết không? Không giỡn như người này cũng giỡn người kia, mà tại ông Quốc ông không sợ con gì á. Ông chỉ sợ con vợ ổng à, chứ ông không sợ con gì cả nhà. Chơi vậy á cả nhà. Nó chơi nó lấy đồng đồng quần đó. Ủa Nhật đâu rồi anh? Để nó phóng lại hát. Đây là chiếc tàu chở du lịch nè cả nhà. Quốc vừa có mời cả nhà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước có dịp về Bến Tre ghé thăm Quốc vừa. Quốc vừa rủ đi ra sông nước đồ đi du lịch trên tàu này nha cả nhà. Nhưng mà nhất là bạn Hiền của anh Quốc vừa. Bạn Hiền mời ăn ảnh để anh em mình giao lưu với nhau nha bạn Hiền. Bye bye, chào cả nhà và bạn Hiền luôn.
Nay cũng đi đóng ruộng đây thì có giao lưu với bạn Hiền và cô chú anh chị trong nước và ngoài nước, thì chúc cả nhà được mừng ăn phát tài, tràn đầy hạnh phúc và được nhiều dạng sự như ý, mừng đâu thắng đó, chúc cả nhà vui vẻ. Bye bye. Bye bye, thành quả cứu nhà của mình cả nhà. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà clip sau cả nhà.